Dạo này là anh rất là chăm sóc cho sức khỏe của mình. Bởi vì nhiều lúc mình suy đi nghĩ lại thì mình đi làm việc nhưng mà cũng không được làm việc quá sức để cho cái sức khỏe của mình nó yếu đi. Rồi sức khỏe yếu thì nó cũng sẽ thể hiện lên cái làn da của mình thì rất là khổ sở. Lúc nào tối cũng là uống hai cái viên này, 2 đến 3 viên này, xong rồi là nằm coi tivi một chút xíu thì sẽ đi ngủ sớm, cố gắng đi ngủ sớm, uống thuốc có nghe ở chút xíu. Bình thường thì mình anh rất là sợ uống thuốc, hồi nhỏ cũng vậy, rất là sợ uống thuốc. Nhưng mà uống cái này á, thì cái mùi nó thơm giống như mùi sữa vậy, cho nên là mình tới 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 giờ mình uống mình cũng chả sợ gì hết trơn á. Mọi người có biết tới cái loại mà gọi là sữa ông chúa không? Viên uống sữa ông chúa. Đây là cái này mùa anh đang 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 xài nè. Đây là sữa ông chúa Royal Jelly thì nó có tác dụng là làm đẹp da nè, rồi nó tăng những cái nội tiết tố nè. Nói chung là có rất là nhiều tác dụng, rồi làm cho huyết áp của mình được cân bằng lại nữa. Những cái chị nào mà bị nám hoặc là bị tàn nhang thì uống cái sữa ông chúa này vào cũng sẽ cũng 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 sẽ bớt dần luôn nha mọi người. Những bạn nào mà bầu đang mang bầu hoặc là đang cho em bé bú thì không uống được nha. Tại vì ở trong cái thành phần Royal Jelly này nó có cái tinh dầu hoa anh thảo nè mọi người. Cái tinh dầu này thì nó sẽ giúp cho cái làn da của mình nó sáng hơn và nó tăng cường nội tiết tố. Nhưng mà những cái chị em nào mà đang đang cho con bú hoặc là đang có bầu thì cần cần cái tiết tố của mình nó cân bằng, cho nên là cái này nó tăng, cho nên là không uống được. Một hộp này là 100 viên nha mọi người, có ghi ở đây nè, một hộp là 100 viên. Mọi người ơi, uống cái này á, thì chỉ làm được là cái tóc của mình nó mọc ra nhiều. Tại vì lúc trước á, Quỳnh Anh đi quay phim, Quỳnh Anh phải nhuộm tóc màu khác, xong rồi nhuộm nhiều quá thì ở trên đây nè nó bị rụng tóc mà nó gãy ngang luôn. Có nghĩa là lúc đó Quỳnh Anh chải cái tóc qua không được, mà lúc mà chải cái tóc qua thì là mấy cái tóc ở đây nó dựng đứng lên giống như là cái gì, nói chung là kỳ cục lắm. Phải lấy cái kẹp tăm kẹp lại. Thì sau khi mà Quỳnh Anh uống cái thuốc này thì nó làm đẹp da nè, nó làm chắc cái móng của mình nè, rồi nó làm cho tóc mình kích thích mọc tóc nữa, rất là ổn. Sữa ông chúa nè mọi người ơi, nó có giúp tăng cường sức khỏe nè, chống mệt mỏi. Ví dụ mà mọi người đi làm nguyên cả ngày thì khi mà mình về nhà mình tắm rửa thì nó cũng thoải mái nè, rồi mình ăn cơm vào thì mình cũng sẽ thấy nó đỡ mệt hơn. Nhưng mà muốn cho có một cái sức khỏe tốt, để ngày hôm sau mình đi làm nó được thoải mái hơn và có nhiều năng lượng hơn, thì buổi tối ngày hôm trước trước khi đi ngủ giống Quỳnh Anh thì nên uống từ 2 đến 3 viên nữa nha.